Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe tiếp tập 10 bộ truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ của tác giả Phù Hoa. Các bạn nhớ comment, bình luận cảm xúc của mình, like và share video để ủng hộ cho Chan. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày và donate cho Chan qua những hình thức mà Chan đã ghi ở mục miêu tả bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48, tức giận. Tư Mã Tiêu đã luyện cho Liêu Đình Nhạn một pháp bảo phòng ngự mới, vẫn lấy anh Lạc làm chất liệu chính. Là một cái vòng cổ anh Lạc còn đẹp hơn trong bảo khố của Sư Dư Hương. Lần này hắn dung luyện với cả cái tâm lôi thạch kia, dù có sét đánh cũng không đánh vỡ được nữa. Nguyên văn của Tư Mã Tiêu là: nếu nàng gặp phải những tu sĩ như Sư Thiên Lũ, không chạy được thì nằm xuống cho lão đánh. Đối phương dùng hết sức lực cũng phải đánh cả ngày trời mới phá vỡ được phòng ngự. Điều này thì Liêu Đình Nhạn tin. Dù gì thì cái phòng cụ lần này Tư Mã Tiêu làm đã mất gần nửa tháng, gián đoạn sửa mất mấy lần, món đồ có thể làm hắn mất nhiều thời gian tới vậy, tất nhiên là rất lợi hại. Liêu Đình Nhạn nghe thấy hắn nói vậy, liền nhớ tới cái vòng cổ anh Lạc. Vậy sau khi phá vỡ phòng ngự thì sao? Tư Mã Tiêu bật cười, Liêu Đình Nhạn thấy cằm hắn hơi hếch lên, ngón tay còn chưa lành hẳn, chống lấy cằm nói. Trước khi chuyện đó xảy ra thì ta đã tới rồi, nàng có thể tiếp tục nằm đó. Tổ tông đội trời đạp đất có chiều cao đo bằng mắt cỡ khoảng 1m88, cái bộ phận đội trời còn lại là do tự tin của hắn đắp thành. Mà đúng là hắn có cái để tự tin thật, nhận thức cao quá tầm với, thực lực mạnh đến trái ý trời, Tử Tạm đạo quân trên trời dưới đất chỉ có một, cũng không hổ là người duy nhất. Tư Mã Thị chỉ còn lại mình hắn, lúc còn đang bị nhốt trong Tam Thánh Sơn đã khiến các nhân vật có máu mặt bày trận chờ sẵn. Sau khi ra khỏi khiến cả cái canh thần tiên phủ một phen náo loạn, lại còn nguyên vẹn rút lui, có thể khiến kẻ cầm đầu chính đạo Sư Thiên Lũ tay không trở về, còn có thể tay không xé thiên lôi. Thế nhưng một người đàn ông lợi hại như vậy, hành vi sao lại có lúc trẻ con như thế cơ chứ? Hắn nhân lúc nửa đêm cô ngủ, bồi hết mặt mũi mấy con rối cô vẽ. Vẽ lên cái mặt người kỳ dị khủng bố, còn dám chừng cháo nói. Trông thế này vẫn tự nhiên đẹp đẽ hơn. Hừ, nửa đêm thức dậy nhìn thấy ba con rối bay mất mặt mũi, đứng bên giường, phim đời sống bỗng chốc biến thành phim kinh dị rồi á. Có lúc Liêu Đình Nhạn phải nghi ngờ mắt thẩm mỹ của hắn, nhưng lại nghĩ hắn đã chọn mình, mắt thẩm mỹ chắc chắn không có vấn đề. Vậy thì hắn chính là đồ tay thối. Nào nào nào, cho ngài chơi mấy cái này này, ngài muốn vẽ gì thì vẽ, đừng có nguệch ngoạc lên bé 1, bé 2 với bé 3 của ta. Liêu Đình Nhạn đưa cho hắn một con rối trắng không, sau đó cũng là do trước kia cô nhàm chán khắc ra, khắc rất nhiều. Tư Mã Tiêu còn không thèm nhìn mấy miếng gỗ đó, chỉ tay. Bé ba mà nàng nói là do ta điểm linh. Chúng ta vẫn đừng bàn luận vấn đề bé ba nữa thì hơn, có nhiều cái nói nhiều dễ cãi nhau. Ý gì? Nàng còn cãi nhau với ta nữa hả? Liêu Đình Nhạn nói, sao ta lại không cãi nhau với ngài? Bố vịt mà, ít nhiều cũng sẽ cãi nhau chứ. Bây giờ không cãi, đơn giản là không gặp chuyện thôi. Vậy nàng cãi thử cái ta xem. Vẻ mặt với động tác y như lần trước tò mò không biết cô mắng nhiếc người ta thế nào, bảo cô mắng thử cho nghe. Bây giờ không có gì để tức, mai mốt rồi tính. Cô chỉ tùy ý nói vậy thôi, không ngờ cái mai mốt đó lại tới nhanh tới vậy. Khoảng thời gian này họ sống trong Phong Hoa Thành của Sư Dư Hương. Trong thành có rất nhiều nhân tình bé nhỏ của Sư Dư Hương. Cứ cách dăm ba ngày lại có một đám dâng hiến tới tận giường. Sư Dư Hương khoan khoái vui vẻ với những người này, đời sống riêng tư hết sức rối loạn, dù sao ai nấy cũng chỉ chơi đùa. Trong số đó có một người tình bí mật của nàng, một công tử ngoại phủ của Mộc Gia, cũng dùng hai từ phong lưu để miêu tả. Mỗi lần đi qua Phong Hoa Thành đều tới tằng tiệu với Sư Dư Hương mấy ngày. Lần này hắn cũng tới đây. Trùng hợp hôm ấy, Liêu Đình Nhạn ngủ trưa trong hoa uyển của Sư Dư Hương, ngủ một giấc dậy lại phát hiện có một nam nhân lạ mặt ngồi cạnh, mờ ám xoa mặt mình, nhích tới đã nói mấy lời hạ lưu. Nghe nói dạo này nàng cũng không tìm người nữa. Sao nào, đám người đó không thỏa mãn được cái thân thể dâm đãng này của nàng sao? Giọng điệu đắc ý như đã quen thân,
còn có ý đồ muốn động vào ngực cô. Liêu Đình Nhạn chửi thề một tiếng, một cước đạp bay hắn, lúc này mới tỉnh giấc hoàn toàn. Thường thì Tư Mã Tiêu đều ở bên cạnh, sẽ không có ai xông vào đây, mà không được phép, cho nên cô hoàn toàn không có phòng bị gì. Làm sao mà cô biết được, cái tên này trước giờ vào đây không cần thủ vệ phải thông báo, vì y và Sư Dư Hương có thể coi là vụng trộm. Hắn còn có thê tử môn đăng hộ đối rất hùng hãn ở nhà. Tư Mã Tiêu vừa đúng lúc rời đi được một lúc, liền có cơ hội cho hắn tuồn vào. Ấy chát, nàng làm cái gì vậy? Tu vi của Mộc công tử không cao như cô, bị cô đá một phát đau thét thành tiếng, tức giận bừng bừng ngồi dậy mắng mỏ. Hắn thật sự không may mắn lắm, vì đúng lúc này đây, Tư Mã Tiêu đã về. Những chuyện xảy ra sau đó, Liêu Đình Nhạn nhớ lại là nhức đầu buồn nôn. Lúc đó Tư Mã Tiêu cười một tiếng, mạnh bạo giữ lấy tay cô, không nể nang gì sự cự tuyệt của cô, cưỡng ép cô nghiền nát đầu tiên kia. Cảm giác đầu người vỡ toang dưới tay mình khiến Liêu Đình Nhạn ấn tượng sâu sắc. Cô nôn ra ngay lúc ấy, đứng một bên nôn khan cả buổi trời. Tư Mã Tiêu không hiểu được sao cô lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Chỉ là giết một người thôi mà. Liêu Đình Nhạn biết hắn đương nhiên không hiểu. Thế giới mà họ sinh ra không giống nhau. Tư Mã Tiêu cảm thấy giết người chả có vấn đề gì, cũng giống như cô cảm thấy không thể giết người vậy. Quan niệm của họ đều xuất phát từ quan niệm phổ thế của thế giới mỗi người, không thể nào so sánh tương đương. Cô hiểu Tư Mã Tiêu sống trong hoàn cảnh không giết người thì sẽ bị giết, bởi vậy cô không tham gia bình luận chuyện hắn đổ sát, chỉ kiên trì với suy nghĩ bản thân mình sẽ không giết người nếu không bị ép vào đường cùng. Lần này Tư Mã Tiêu không tức giận như lần đối diện với Nguyệt Sơ Hồi, vậy nên cũng không muốn hành hạ người kia. Thái độ giống như không thích một con côn trùng nhỏ bé nên tiện tay giết mà thôi, ra tay rất dứt khoát, còn chưa có thời gian để Liêu Đình Nhạn kịp đánh trống lảng thì đã chết rồi. Nhìn thấy phản ứng của Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh nhíu mày. Y mạo phạm nàng ta, mới bảo nàng tự tay ra tay, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai giết người lại phản ứng ghê gớm tới vậy. Tuy hắn biết Liêu Đình Nhạn không thích giết người, nhưng cũng chỉ cảm thấy chỉ là cô không thích mà thôi. Giống như cô không thích ăn một thứ kẹo mạch nha dính răng ấy, nhưng cứ bắt cô ăn thì cô chỉ nhăn nhó nuốt nước miếng rồi mắng thầm mấy câu. Hắn sinh ra trong xảo huyệt yêu ma quỷ quái, làm sao mà biết được một cô gái sinh ra trong thái bình thịnh thế có thể chấp nhận được việc mình giết người, lại làm sao mà hiểu được việc không thích giết người với không thích ăn gì đó khác nhau hoàn toàn đối với Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh dịch não bắn trên tay cô bà nãy, lập tức lại buồn nôn không thôi, lau rửa tay rất nhiều lần. Trong thế giới của cô, dù sao cũng rất ít người giết người, người bình thường với sát nhân lại không có liên can gì tới nhau, dù là đi đánh trận cũng có rất nhiều binh sĩ mắc bệnh tâm lý vì đã giết người trên chiến trường, không cách nào giải quyết được, Liêu Đình Nhạn sao lại không bị ảnh hưởng chút nào được. Cô nôn khan cả buổi trời, lau sạch miệng, đứng dậy đi thẳng vào phòng tìm chỗ nằm xuống. Tư Mã Tiêu theo cô vào trong phòng, nhìn thấy cô nằm quay lưng lại với mình, một tư thế cự tuyệt không cho hắn tới gần. Lúc này Liêu Đình Nhạn đang rất khó chịu trong người, lòng lại tức giận, không muốn để ý tới ai. Nếu Tư Mã Tiêu chỉ là một tên sư tổ giết người như ngoé, cô không dám giận hắn vì chuyện này, nhưng bây giờ hắn không như vậy nữa. Cô coi hắn như người thân thiết nhất thế giới này, vậy nên không nhịn được mà giận hắn. Tư Mã Tiêu tách cánh tay cô, Liêu Đình Nhạn vỗ hất tay hắn ra, không thèm quay mặt lại, mệt mỏi nói. Đừng nói chuyện với ta, bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài. Tư Mã Tiêu không ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhìn chằm chằm vào lưng Liêu Đình Nhạn, bối rối khó hiểu. Rốt cuộc thì nàng bị làm sao? Chỉ vì ta bắt nàng ra tay thôi sao? Liêu Đình Nhạn im lặng một lúc, lại thở dài một hơi. Ngài không thể như vậy được, ta chưa bao giờ ngăn cản hay ép buộc ngài làm bất cứ chuyện gì. Vậy nên cũng đừng đối xử với ta như thế. Tư Mã Tiêu đã lớn ngần ấy, trước giờ chưa có ai nói chuyện không thể với hắn. À không, có người đã nói rồi, chỉ là hắn chưa bao giờ để tâm. Với hắn chỉ có muốn hoặc không muốn làm, không có không thể làm. Trên đời này không có chuyện hắn không thể làm. Nếu trước mặt không phải là Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu đến một câu dư thừa cũng lời mở miệng. Nhưng lúc này hắn lại sầm mặt một lúc rồi vẫn nói. Ta biết nàng không thích giết người. Nàng có thể không thích nhưng không thể không biết. Sẽ có lúc nàng phải giết, sớm hay muộn có gì khác nhau. Liêu Đình Nhạn nhìn hoa văn chim muông cây cỏ trên màn trướng mà thất thần. Thật ra cô biết, cô có từng nghĩ tới, có lẽ sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ vì người ở phía sau này mà giết người, nhưng không thể là bây giờ, như thế này, cứ tùy tiện như thế, giết người cứ như một trò chơi con nít. Không vui, tạm thời không muốn để ý tới hắn. Cô không vui, Từ Mã Tiều cũng không vui.
Trước giờ hắn không phải người dễ tính, thái độ đối với Liêu Đình Nhạn đã là để tâm và khoan dung nhất hắn từng có trong cuộc đời này. Tư Mã Tiêu quay người đi mất, Liêu Đình Nhạn cũng không thèm để ý đến hắn. Cô ngủ một giấc, không ngờ lại gặp ác mộng. Lúc thức dậy thì tới hai bữa một ngày như thường lệ cũng không ăn nổi, thật sự ăn không vô. Con rối được Điểm Linh vác cái rủi gỗ tới định đấm lưng cho cô. Liêu Đình Nhạn phất phất tay từ chối. Bé rắn đen chuyển tới muốn chơi với cô, Liêu Đình Nhạn cũng không buồn nhúc nhích. Tử Mã Tiêu ở bên ngoài ba ngày, xả tức hơn nửa mới quay vào. Hắn không muốn nổi cơn tan bành với Liêu Đình Nhạn, nhưng xả tức xong trong lòng vẫn bực dọc như cũ, cứ như về lại trạng thái lúc ban đầu khi chưa gặp Liêu Đình Nhạn. Hắn sầm mặt đi lại trong hành lang hoa uyển của Sư Dư Hương, tới tà áo và tay áo phấp phới cũng mang theo hơi giận dỗi. Lúc sắp đi đến cửa, hắn khựng lại rồi vẫn đi vào. Cô không ở đây. Hắn nhanh chóng bước ra cảm nhận một lúc, không ngờ lại không cảm nhận được mùi của cô ở bất cứ đâu xung quanh. Cô đi rồi sao? Vì sợ hãi? Vì chuyện nhỏ này mà rời bỏ hắn sao? Tư Mã Tiêu phất tay áo, cả cái cẩm tú hoa uyển để đổ dạp xuống. Hắn còn không thèm nhìn, môi cắn chặt, cả người lạnh lẽo nhắm về một hướng tìm kiếm. Cái vòng cổ anh lạc kia là thuật pháp để hắn có thể lần theo dấu vết tìm được người. Hắn cứ theo mãi tới bên hồ Vân Hà, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Liêu Đình Nhạn ngồi đó nắm lấy một cái cần câu, đang câu phi diêu. Phi diêu là một loài yêu thú ở khoảng Vân Hà này, lúc thường rất khó câu được. Tư Mã Tiêu nhìn thấy trong cái thùng gỗ bên cạnh cô đã đựng được mấy con phi diêu. Còn thính cô dùng để câu phi diêu chính là mấy con rắn lúc trước bắt được trong Lôi Minh Sơn Cốc. Thì ra, lúc đó cô gom mấy con rắn này là đã có ý muốn câu phi diêu. Sao cô lại biết được rắn trong Lôi Minh Sơn Cốc có thể câu được phi diêu? Tư Mã Tiêu nhận ra cô hoàn toàn không phải muốn chạy trốn, tức giận tan bớt một ít. Hắn đứng dưới gốc cây cách đó không xa, nhìn chằm chằm bóng lưng của Liêu Đình Nhạn, không có ý định đi lên trước. Hắn vẫn không cảm thấy mình làm sai ở đâu, nhưng hắn cảm nhận được Liêu Đình Nhạn rất khó chịu. Từ sau khi hắn quen biết cô, lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng nặng nề này từ cô. Hắn cứ đứng sau gốc cây mà nhìn, nhìn Liêu Đình Nhạn câu cái loạn phi diêu khó câu, nhìn cô mặt mày u uất, cúi đầu thất thểu nhóm lửa nướng phi diêu tại chỗ. Mùi nướng thơm nức khắp nơi, cô lại không ăn, hình như nhớ lại gì đó lại cảm thấy buồn nôn. Tự nhìn tay mình rồi tu mấy ngụm nước, Tư Mã Tiêu cảm thấy rất bực bội, đưa tay lột cái vỏ cây bên cạnh ra cả màng lớn. Ta không muốn ăn, cứ như cô đang tự nói cho mình nghe. Lúc trước ngài nói sắp đi Lôi Minh Sơn Cốc, ta lật được một quyển du ký, trong đó bảo rằng ở Lôi Minh Sơn Cốc có rất nhiều rắn, có thể dùng để câu phi diêu rất ngon, vốn định ăn thử cùng với ngài. Hắn đi tới, ngồi đối diện Liêu Đình Nhạn, cầm lấy con phi diêu đã nướng chín cắn một miếng, vô cảm ăn hết cả con phi diêu. Liêu Đình Nhạn còn đang suy sụp, mặt mày đưa đám chìa cho hắn thêm con nữa. Tư Mã Tiêu không muốn cầm lấy, nhìn vẻ mặt của cô rồi cũng vẫn đưa tay ra cầm. Sau này, ngài không được như vậy nữa. Tư Mã Tiêu ném phi diêu xuống đất. Cái chuyện nhỏ như vậy mà nàng cũng giận ta. Liêu Đình Nhạn lau nước mắt thút thít, Tư Mã Tiêu nhặt con phi diêu vừa vứt xuống đất lên lại. Ta biết rồi, ta cũng đâu có mắng, có đánh gì nàng, ta cũng đã đồng ý rồi mà. Liêu Đình Nhạn nước mắt lã chã. Ta mơ thấy ác mộng. Tư Mã Tiêu nuốt không trôi nữa, cả người hắn đều khó chịu, ném con phi diêu trong tay đi, móc lấy gáy Liêu Đình Nhạn kéo cô tới, đưa ngón tay cái gạt nước mắt cho cô. Không được khóc nữa. Liêu Đình Nhạn nhìn vết thương trên ngón tay hắn, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lại rơi vào lòng bàn tay hắn. Cô áp má vào lòng bàn tay hắn, đưa mắt nhìn hắn. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra nữa, ta nói không muốn làm thì thật sự là không muốn. Ngài đừng bức ép ta. Tư Mã Tiêu nhìn cô, nhích tới áp lên trán cô. Ta biết rồi. Nói tới đây giọng hắn lại thấp xuống có chút xót xa. Nàng đừng khóc nữa. Hắn dán môi lên mắt cô, một tư thế an ủi rất không lành nghề. Chương 49. Thứ được cất xấu. Tư Mã Tiêu vẫn không biết chuyện mình muốn Liêu Đình Nhạn giết người có gì không đúng, nhưng hắn lại cảm thấy có chút hối hận. Đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là hối hận, hết sức mới lạ, là một cảm giác dày vò hoàn toàn không giống với nỗi đau sắc thịt. Liêu Đình Nhạn không ăn được gì mấy ngày trời, ngày thường cô đều dành thời gian ăn hai bữa, có lúc thanh đạm, có lúc thịnh soạn, có lúc hứng lên cô còn tự nấu lấy. Hắn nhớ có lần cô còn làm cái món lẩu lẩu gì đó, ăn bốc mùi đầy phòng.
Tuy là hắn không biết cái đó có gì ngon, nhưng cô ăn uống rất vui vẻ, hắn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Thấy cô mấy ngày nay suy sụp không ăn không uống, Tư Mã Tiêu còn khó chịu hơn cả cô. Hơn nữa hắn còn chứng kiến được ác mộng mà Liêu Đình Nhạn nói. Hắn nghỉ ngơi trong linh phủ Liêu Đình Nhạn, trời xanh mây trắng đã biến mất. Tư Mã Tiêu nhìn thấy cảnh tượng một đám người giết heo trong đầu cô, con heo đó bị trói lại, kêu gào thảm thiết. Đúng là độc đáo, lần đầu tiên trong đời hắn biết được có linh phủ của một người có thể xuất hiện cảnh tượng thế này. Lúc linh phủ của hắn xấu xa sẽ có núi sắc biển máu như địa ngục, nhưng một đám hình bóng người mơ hồ tụ tập lại giết heo thì... ấy, đúng là mở mang tầm mắt. Tiếng giết heo kêu gào cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn cả ngày trời. Chuyện này cũng không thể trách Liêu Đình Nhạn. Ngoài chuyện mấy hôm trước ra thì cảnh tượng mang tới ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc mấy tuổi về quê ngoại nhìn thấy cảnh giết heo. Cảnh tượng đó khiến tuổi thơ của cô bị ám ảnh, như lúc thấy Tư Mã Tiêu giết người. Tiềm thức của cô kháng cự việc giết người, vậy nên lúc mơ thấy ác mộng lại trở thành giết heo. Liêu Đình Nhạn mở bừng mắt, trước tiên đắp mặt nạ cho mình. Tuy là nhân sĩ tu tiên sẽ không vì một đêm không ngon giấc mà có quầng thâm, nhưng cô cứ thấy mình bây giờ thật mệt mỏi, sờ vào mặt cũng không thấy mịn màng như trước nữa. Tư Mã Tiêu ôm cô đến bên người, Liêu Đình Nhạn giữ lấy mặt nạ của mình. Tư Mã Tiêu dáng vẻ khó lường, giết heo đáng sợ hả? Liêu Đình Nhạn trợn mắt nhìn tấm rèm không nói chuyện, cô không biết gì hết, đừng có mà hỏi cô. Tư Mã Tiêu biết giết heo không đáng sợ, giết người cũng không đáng sợ, nhưng một khi Liêu Đình Nhạn ăn không ngon, ngủ không yên thì rất đáng sợ. Đường nét khuôn mặt Tư Mã Tiêu rất đậm, lại vì da quá trắng mà đường nét cả người trông cực kỳ rõ nét, đặc biệt là lúc nhăn nhó mặt mày, khí chất trông sắc bén thấy rõ, cứ như đang nghĩ ngợi chuyện lớn liên quan đến sống chết gì đó vậy. Liêu Đình Nhạn thấy hắn như thế lại mở miệng khuyên giải hắn trước, ta điều chỉnh lại mấy ngày là ổn thôi. Bắt Tư Mã Tiêu đợi sao? Không thể nào, con người hắn giỏi gây chuyện thì cũng giỏi dẹp chuyện. Hắn rất nhanh đã đem về một cái gối ngọc. Dùng cái này đi, chỉ cần nằm mơ thì đều là mộng đẹp. Liêu Đình Nhạn ôm lấy cái gối ngọc, nhớ tới bộ phim xuyên không nổi như cồn nào đó xem lúc nhỏ. Trong đó cũng có gối ngọc, quên mất tên là gì rồi. Tối hôm ấy cô liền thử cái gối ngọc này, không cấn như cô nghĩ. Gối lên cũng khá hợp, quả nhiên cũng rất hiệu quả. Tối đó Tư Mã Tiêu không nghe thấy tiếng giết heo trong linh phủ của cô nữa, chỉ phát hiện hương hoa đã trở thành mùi vị ngọt ngọt, cứ như mùi thứ đồ ngọt nào đó, làm hắn thấy như tới thần hồn của mình cũng có vị ngọt. Liêu Đình Nhạn mơ thấy sinh nhật mình, cô ở cùng với họ hàng bạn bè lâu ngày không gặp, ăn một đống bánh gato, lúc cô thức dậy lại than thở. Ây, lâu rồi chưa ăn bánh gato, cũng lâu quá chưa gặp họ hàng bạn bè rồi. Mơ thấy mộng đẹp có vui không? Tư Mã Tiêu hỏi cô. Liêu Đình Nhạn nhớ lại giấc mơ của mình. Trong mơ, những người thân bạn bè mà cô mong nhớ đều đang chọc cho cô vui. Mọi người vui vẻ ồn ào giúp cô cắt bánh kem, một cái bánh kem cực kỳ ngon lành. Tất cả mọi thứ đều rất êm dịu, giấc mơ đúng là đẹp đẽ hóa. Mẹ cô còn lâu mới dám mua cho cô cái bánh kem to như thế, bố cô cũng sẽ không cười hiền hòa như vậy. Em gái lại không ngoan ngoãn gọi chị, bạn bè ở tứ xứ sẽ càng không tụ họp đông đủ như thế này. Cô vẫn gật đầu, cô cũng vui lắm. Đột nhiên lại nhớ tới một câu thơ, rằng khi ấy chỉ cho là chuyện thường mà thôi. Cái gối này hiệu quả như vậy, sao ngài không tự mà dùng? Liêu Đình Nhạn sờ hoa văn khắc trên gối, cảm thấy trông có chút giống con heo rừng hết mũi. Tư Mã Tiêu thấy cô lấy lại tinh thần cũng nhẹ nhõm được chút. Hắn hử nhẹ, vô ích với ta. Hắn sở hữu năng lực đặc biệt cùng sức lực cực lớn, tương ứng với điều đó có rất nhiều pháp bảo với linh dược đều vô tác dụng với hắn. Liêu Đình Nhạn bây giờ nhìn cái gì cũng thấy giống heo, nhìn Tư Mã Tiêu cũng vậy. Tại sao phải gác heo rừng lên cái gối này? Đó là mộng mạc. Mộng mạc trong truyền thuyết trông như thế này á? Mộng mạc còn con mà cũng có truyền thuyết nữa hả? Hai người trợn mắt nhìn nhau một hồi, Tư Mã Tiêu ngồi dậy. Đi, ta đưa nàng đi xem mộng mạc. Hắn kéo Liêu Đình Nhạn ra ngoài như sấm rền gió cuốn. Liêu Đình Nhạn đang ngơ ngác, cô còn không biết thế giới này có tồn tại sinh vật như mộng mạc, không kịp phản ứng lại ngay. Đợi tới lúc hoàn hồn lại đã bị Tư Mã Tiêu kéo đi mấy thước rồi. Ấy, đợi đã! Cô quấn lấy tóc mình, ta còn chưa chải đâu, ta còn chưa thay y phục. Tư Mã Tiêu ngừng lại nhìn cô rất khó hiểu. Bình thường nàng cũng như vậy thôi mà. Ở nhà với đi ra đường giống nhau được hả? Ở nhà tôi còn không gội đầu, không mặc đồ lót cơ đấy.
Ít nhiều gì cô cũng phải chải đầu với khoác thêm áo ngoài đã chứ. Mộng mạc không gặp được nhiều, trong canh thần tiên phủ chỉ có mấy con được nuôi trong một ngọn núi của riêng trưởng môn sư Thiên Lũ. Nghe nói đến mấy con mộng mạc được nuôi trong địa bàn của sư Thiên Lũ, Lưu Đình Nhạn buột miệng hỏi, chúng ta cứ như vậy đi sao? Đi tay không là được rồi, không cần đem cái giá nướng của nàng đâu. Mộng mạc da dày thịt dai, ăn không ngon. Lưu Đình Nhạn thấy mình hỏi cũng bằng thừa, làm gì có chỗ nào mà Tư Mã Tiêu không dám đi, cũng không có chuyện gì hắn không dám làm. Lưu Đình Nhạn đã lâu không theo dõi thế giới bên ngoài. Lần này ra ngoài cô phát hiện càng tới gần trung tâm nội phủ thì càng nhộn nhịp. Gần đây có chuyện gì lớn sao? Sao lại nhộn nhịp thế? Tư Mã Tiêu nhếch khóe môi. Canh thần tiên phủ cứ cách 100 năm lại có một lần tế lễ tiên phủ, làm rất long trọng. Trong mắt những tiên sơn linh địa lớn nhỏ khác, sư tổ của canh thần tiên phủ cũng chính là ta đây, xuất quan năm nay. Trùng dịp lễ Tết, tất nhiên phải làm cho hoành tráng. Các cung chủ của canh thần tiên phủ còn không dám đem chuyện của hắn công bố với bên ngoài, chỉ có thể dám nín nhịn. Lần tế lễ này có thể họ sẽ nói với mọi người hắn vẫn cần bế quan, tiếp tục giấu giếm chuyện này. Thế nhưng món quà hắn chuẩn bị cho bọn họ đã được đặt sẵn rồi, đến lúc đó cũng góp thêm phần náo nhiệt. Lưu Đình Nhạn không nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhưng nghe Tư Mã Tiêu nói vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô cũng thầm đoán được. Chắc là việc lúc trước hắn nói phải làm có liên quan tới tần tế lễ này. Tư Mã Tiêu nói mấy câu rồi cũng không nói nhiều hơn, lướt qua mấy đệ tử mặt mày hí hửng cười cười nói. Những đệ tử này không nhìn thấy vực thẳm dưới tiền phủ nguy nga, vẫn tự hào kỳ vọng nói về lễ tế sắp sửa được tổ chức. Chúng ta là tiền phủ số 1, môn phái nào dám không nể mặt chúng ta chứ? Tế lễ trăm năm trước, ta còn nhớ Bộ Vân Tông đã dâng lên một con không phượng, không biết năm nay sẽ là gì đây? Tiêu Đình Nhạn quay đầu ngó lại, nhìn thấy sự ưu việt trên mặt những đệ tử kia. Đệ nhất tiên phủ thật sự đã đứng ở đỉnh quá lâu rồi. Tất cả mọi người đều hiển nhiên cảm thấy mình cao quý hơn so với những người bên ngoài. Không chia trời đất bốn phương, chỉ chia trong ngoài canh thần tiên phủ. Dù gì cũng là địa bàn của trưởng môn sư Thiên Lũ. Dù bọn họ không đi chủ phong Thái Huyền mà chỉ đi thứ phong Thái Vi, nhưng Liêu Đình Nhạn cũng nơm nớp lo sợ. Từ Mã Tiêu thì không, hắn cứ như đang đi thăm vườn nhà mình, vừa đi vừa lâu lâu giới thiệu với cô mấy câu. Sử Thiền Lũ thích một số linh thú, tiên thú quý hiếm, cất công cho mở cả một ngọn thứ phong để nuôi dưỡng riêng biệt. Nghe nói lâu lâu lão sẽ tới xem, chỉ là nơi đây chả phải nơi quan trọng gì, canh gác rất lỏng lẻo. Cứ như Từ Mã Tiêu nói, bọn họ nhẹ nhàng vào được trong Thái Vi Sơn, thủ vệ dưới núi chẳng được bao nhiêu người. Người nào người nấy còn lười nhác, còn không nghiêm ngặt bằng đám thủ vệ ở ngư trì lúc bọn họ đi sờ cá. Cũng đúng, dù gì cũng là vườn thú, dùng để xả stress mà. Cũng như vườn hoa vậy thôi, nếu không phải là do có mấy con tiên thú thì chắc đã chả cần thủ vệ làm gì. Trong ngọn núi này chả hề quý hiếm gì, chỉ là linh khí dày đặc khác thường, phân cách thành từng khu vực khác nhau. Trong mỗi khu vực lại có nuôi các loại thú không giống nhau. Mộng mạc Lưu Đình Nhạn muốn xem không phải là linh thú quý báu gì ở đây, địa điểm nghỉ ngơi ngay bên cạnh một vùng hồ trạch. Quả là trông như con heo rừng mũi hếch, lông trên người đen sì, đang hì hục uống nước bên hồ. Lưu Đình Nhạn nhìn một lúc, nghi ngờ hỏi, chúng có thể ăn giấc mơ sao? Từ Mã Tiêu khoanh tay, nghe nói là có thể, ta cũng không rõ, bắt mấy con về xem thử nhé. Lưu Đình Nhạn từ chối, nàng sợ cái gì, hai con thú nhỏ thôi mà. Bị phát hiện thì cũng chả sao. Lưu Đình Nhạn chính trực nói, thôi được rồi, chỉ là ta trông thấy chúng không đáng yêu nên không muốn nuôi thôi. Cô nói ra sự thật. Ồ, mấy con đáng yêu ở đây thì nhiều lắm, nàng lựa mấy con đem về đi. Lưu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông giống như đang dắt cô đi chợ vậy. Dù cô không muốn mua cũng phải đem ít đồ về. Lòng tốt khó từ, vẫn là câu nói đó. Đến thì cũng đã đến rồi, cô cũng có ý muốn nuôi một con thú cưng để xả stress. Bèn ngầm đồng ý đi sâu vào trong Thái Vi Sơn cùng Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu xem mấy nơi cũng không vừa lòng lắm, đột nhiên hỏi, ở đây không có giái cá à? Hay là nuôi mấy con giái cá đi? Lưu Đình Nhạn từ chối ngay trong tích tắc. Không! Hai người nhìn thấy một con chim phụng cánh vàng óng ánh, đứng trên một khóm hoa màu trắng. Lưu Đình Nhạn hứng thú hỏi, đây là không phượng sao? Tư Mã Tiêu không có chút hứng thú với con chim to lớn cao quý nho nhã này, ánh mắt đảo khắp xung quanh, muốn tìm con gì trông giống giống giái cá, chỉ nói đại.
Hậu duệ của phượng tộc chết cũng kha khá rồi, chắc cũng còn có con này thôi. Thấy nó độc chiếm cả khu này là biết, chắc chắn nó là thứ quý hiếm nhất ở đây. Dù là người hay là thú thì lúc chỉ còn có một hai con tất nhiên là quý hiếm rồi. Ngài nói câu này ta thật không biết trả lời kiểu gì. Hai người men theo đường núi đi tiếp, đến bên một khoảng sơn nhai. Ở đây có một thứ dây leo mọc như thác nước, nở ra thứ hoa vàng năm cánh thông thường. Liêu Đình Nhạn tiện tay ngắt một đóa, gió núi thổi qua, thổi đóa hoa trong tay cô vào trong một phía rừng sâu trong núi. Ánh mắt của Tư Mã Tiêu rơi theo đóa hoa kia, ánh mắt vốn lười nhác bỗng cứng lại. Liêu Đình Nhạn một lúc lâu không nghe hắn nói gì, quay đầu nhìn lại phát hiện ánh mắt của hắn rất kỳ lạ. Sao thế? Tư Mã Tiêu đưa tay ngụ ý bảo cô đứng yên tại chỗ. Hắn đi vào trong khe núi, đi rất chậm, đi tới mười mấy bước rồi ngừng lại. Liêu Đình Nhạn nhận thấy hắn đưa tay về phía trước, đầu ngón tay đột nhiên co giật. Cùng lúc đó, gió xung quanh hình như đã ngừng, tiếng chim cũng biến mất, không khí căng thẳng lạ kỳ. Tư Mã Tiêu lùi một bước, hắn quay người bước ra. Liêu Đình Nhạn đứng yên tại chỗ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Tư Mã Tiêu nói. Nàng về trước đi, mấy ngày này đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước vào trung tâm nội phủ nửa bước, đợi ta trở về. Liêu Đình Nhạn cũng không hỏi gì, lập tức gật đầu. Được, ta đợi ngay. Sắc mặt khó coi của Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng giãn ra, hắn kéo tay Liêu Đình Nhạn, hôn phớt lên cổ tay cô, buông ra rồi nói. Đi đi. Sau khi Liêu Đình Nhạn rời đi, sắc mặt Tư Mã Tiêu lại lạnh xuống. Hắn nhào mắt nhìn khắp nơi. Nơi này có một kết giới được cất giấu, gần như không thua gì kết giới năm ấy giam lấy Tam Thánh Sơn. Muốn giam ra kết giới như thế này không hề đơn giản, vậy nên thứ được ẩn giấu ở đây chắc chắn cũng không đơn giản. Đây là địa bàn của Sư Thiên Lũ, gã lại giấu đồ ở đây, tất nhiên hắn phải lật lên xem rồi. Nhắm chừng bây giờ chắc Liêu Đình Nhạn đã rời đi khá xa, Tư Mã Tiêu lại bắt đầu dục dịch. Lần này hắn đạp một bước lên trước, không khống chế sức mạnh nữa, dưới chân phát ra tiếng nứt nẻ răng rắc. Giữa khe núi xanh tươi, bỗng xuất hiện một cây cầu bắc qua hướng một đỉnh núi nhỏ khác. Tư Mã Tiêu bước lên, cây cầu này không hề đơn giản, hắn cứ đi một bước thì linh khí xung quanh lại chuyển động, sương mù phảng phất như muốn dính vào người hắn, cứ như có sinh mệnh vậy. Đi trên không trung cứ như người không biết bơi đi dưới nước, muốn động đậy cũng hết sức khó khăn. Khắp người Tư Mã Tiêu dậy lên ngọn lửa đỏ thẫm, lung làn xương gặp lửa thì rụt trở lại, phát ra tiếng rít lành lót. Trong sương mù có run ăn linh lực và máu thịt, đây là thứ ma trùng tu chân giới không có, mà chỉ có ở ma vực. Chương 50, Tư Mã Thì. Loại ma trùng này dù là ở đâu thì cũng cực kỳ vướng víu, thế nhưng với Tư Mã Tiêu thì khác. Linh hỏa của hắn là khắc tinh của thứ này, cả đoạn đường hắn đi đều phủ đầy tro đen. Những con ma trùng dám tới gần hắn đều bị thiêu cháy rụi. Trên cây cầu này không chỉ có ma trùng mà còn có trận pháp. Một bộ trận pháp cứ mỗi bước đi, cảnh sắc xung quanh đều sẽ biến đổi thất thường. Nếu dẫm sai một bước, phía trước sẽ không có cầu mà là một không gian trận pháp đan xen khác, sát trận liên hoàn. Thuận che mắt, ma trùng và trận pháp, chỉ ba thứ này thôi gần như đã có thể ngăn cản tất cả những vị khách không mời mà tới. Nếu là Liêu Đình Nhạn đã không phát hiện ra cái cầu bị người khác ẩn giấu đi. Đáng tiếc là những thứ này đều không cản được Tư Mã Tiêu. Động tác của hắn rất dứt khoát, bóng dáng đen huyền thon dài lướt qua cây cầu như rẽ gió, đáp xuống một ngọn núi khác. Tư Mã Tiêu đạp chân lên bậc thềm trên núi, hắn nhíu mày. Nơi này không giống như một ngọn núi nhỏ bình thường như khi nãy nhìn thấy. Từ lúc bước chân vào đây hắn đã nhận ra đây là một không gian trống do ai đó tạo ra. Thực tế thì hoàn toàn không có gì ở đây. Trong không gian chật hẹp này, đến bầu trời cũng sẫm màu hơn bên ngoài, sương mù trong núi cũng ửng đỏ, như nhuốm phải một lớp máu tanh. Cái lão dịch giật Sư Thiên Lũ này, có thể nói là sư thị rốt cuộc đang ẩn giấu cái gì ở đây đây. Tư Mã Tiêu còn đang nhìn, dưới chân đột nhiên có một cái mồm máu me mở to. Cái mồm to lớn đó xuất hiện không chút âm thanh, đóng mở chỉ trong tích tắc, muốn nuốt Tư Mã Tiêu vào trong. Cái mồm lớn phát ra tiếng khép mồm răng rắc, nhưng cái người đáng lẽ đã bị nhai nuốt lại xuất hiện trên không trung. Chó canh cửa. Tư Mã Tiêu cười lạnh. Hung thú như thế này rất hiếm có, chỉ cần nhìn vóc dáng và khí cuộn trên người nó là biết, chắc chắn là được mang tới từ sâu trong cực bắc. Đa số những hung thú thế này thích ăn thịt người, nuôi một con súc sinh như thế này ở đây, chả trách mùi máu tanh lại nồng tới vậy. Đối với người khác thì hung thú, còn đối với Tư Mã Tiêu,
Mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là con chó giữ nhà. Con thú to lớn hung tợn hiện ra, nó phán đoán rằng người trước mắt là kẻ xâm nhập, phát ra tiếng giống dần trời, mùi tanh trong miệng biến thành mây đen giăng khắp bầu trời. Tư Mã Tiêu đứng trong không trung, trở tay rút từ hư không ra một thanh đao dài đen huyền, rộng bằng cỡ hai ngón tay, lưỡi đao thẳng dài 3 tấc, cán dài 2 tấc, trông không giống lắm với những thanh đao bình thường khác, trông có chút tà quái. Tư Mã Tiêu đã quen giết người bằng tay không, chỉ cần hai ngón tay trắng bệch là đã có thể lấy được tính mạng của người khác. Nhưng con thú trước mặt thật sự quá to lớn và hung tàn, hắn cũng lười dùng tay. Hơn nữa gần đây Liêu Đình Nhạn cứ dặn đi dặn lại hắn không được dùng sức ở tay. Hắn tất nhiên có thể dùng tay bóp nát đầu con thú này, nhưng dù gì cũng phải để mặt mũi cho người đang ở nhà đợi hắn. Thanh đao đen huyền trông rất nhẹ nhàng trong tay hắn, lúc vung xuống ánh đao như tia điện, chói lóa cả mắt. Cái mai lưng của con thú nứt ra bởi nhát đao, tiếng gầm của nó vang rền khắp không gian. Tư Mã Tiêu nắm lấy thanh đao đã lâu chưa dùng tới, chém con chó canh cửa dữ tợn này thành mười mấy mảnh, nhát cuối cùng là chém đứt đầu của nó. Máu con hung thú màu đỏ thẫm, cả một con lớn như thế, máu chảy cứ như sông, lúc bắn ra khó tránh dây vào. Lưỡi kiếm Tư Mã Tiêu không dính máu, nhưng vạt áo hắn thì nhỏ máu tí tách. Hắn liếc nhìn, phóng trường đao về lại hư không, bước qua con sông máu vừa mới tuôn, đến gần một ngọn núi bị bao bọc kết giới. Kết giới cuối cùng này mới là vướng víu nhất. Dù hắn có ẩn giấu nương tay thì động tĩnh gây ra cũng đủ kinh động đến Sử Thiên Đũ. Nhưng kết giới này, hắn muốn mở ra vẫn phải cần một thời gian. Nếu đã vậy thì không đánh mở kết giới nữa. Dù bên trong là cái gì thì cứ phá luôn là được. Tư Mã Tiêu nghĩ như lẽ hiển nhiên. Vào đây! Một giọng nói yếu ớt từ trong vọng ra. Âm thanh thật sự quá thoảng qua, lại thêm gió thổi vào, cứ trôi xung quanh, không còn giống giọng của con người nữa. Nào! Kết giới trước mặt Tư Mã Tiêu nới ra theo âm thanh kia, mở ra một chỗ hở có thể cho hắn đi vào. Cái động sâu kia cứ như miệng con quái vật dụ người ta đi vào chỗ chết. Tư Mã Tiêu vừa thoát khỏi miệng hung thú, lần này lại chủ động đi vào. Hắn không hề sợ bên trong có cạm bẫy gì đang chờ mình, đến được tu vi như hắn. Lòng tự tin tuyệt đối với bản thân và không chút lo sợ cái chết khiến hắn chỉ làm theo tâm trí mách bảo, như cái từ mà Sư Thiên Lũ dành cho hắn, cao ngạo và tự đại. Trong kết giới, trong núi, có một viên ngọc có hình dạng như hoa sen to như cung điện, hoặc có thể nói là hình dạng như hoa phụng sơn huyết ngưng. Đóa hoa sen đen khổng lồ này rơi trong một con sông máu đỏ thẫm có hơi óng ánh vàng mang nhiệt độ nóng ấm. Vẻ mặt Tư Mã Tiêu ảm đạm, máu trong sông máu này có mùi huyết mạch của Tư Mã Thị. Hắn đột nhiên hiểu ra, những người bị nuôi nhốt như súc vật trên Bách Phượng Sơn trước khi hắn nhìn thấy với ngần ấy máu huyết không thuần chủng là để làm gì, chắc phần lớn đều ở đây cả. Nhiều máu như vậy, dù không thuần chủng cũng đủ sức để tưới ra hoa huyết ngưng, thậm chí không chỉ là hoa huyết ngưng. Tư Mã Tiêu sôi sục sự căm ghét, như lần đầu tiên hắn đến Bách Phượng Sơn vậy. Hắn không chờ được hủy diệt nơi này, thiêu sạch hết con sông máu nóng rực này. Hắn đi qua sông máu, đi đến phía bông sen đá giữa hồ, đạp lên cánh sen bóng mượt, nhìn thấy một người nằm trên bậc đá giữa đóa sen. Bậc đá chập trùng, bên trong lấp đầy huyết máu. Máu ở đây thuần chủng huyết mạch Tư Mã Thị rõ ràng hơn phía ngoài. Thứ đầu tiên mà Tư Mã Tiêu nhìn thấy không phải là dáng vẻ của người đàn ông nằm trên bậc đá máu kia, mà là lồng ngực bị rạch ra của y. Ở đó có một đóa hoa huyết ngưng, trên đóa huyết ngưng là một đốm lửa nhỏ. Đồng tử của Tư Mã Tiêu thắt chặt. Đó là Phụng Sơn Linh Hỏa. Trên thế giới này đúng ra chỉ có một đóa Phụng Sơn Linh Hỏa. Hắn hợp làm một với Linh Hỏa, tất nhiên có thể cảm nhận được đốm lửa nhỏ này không thuộc Linh Hỏa của chính mình, chỉ có một chút liên quan thấp thoáng. Không ngờ, chúng lại nuôi sống được một ngọn Linh Hỏa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện trong một hai đời hay mấy trăm năm, e là từ rất lâu từ trước bọn chúng đã làm chuyện này rồi. Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng tập trung vào khuôn mặt của người kia. Đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, bởi vì trông rất giống với chính hắn, chỉ là dáng mạo thì giống như khí chất không giống lắm, khí chất của người đàn ông kia điềm đạm hơn chút. Người đàn ông kia mở mắt nhìn hắn, chậm chậm nở nụ cười. Cuối cùng, con cũng đã tới, ta đợi con mãi. Tư Mã Tiêu nhìn y một lúc, vẻ mặt không có gì thay đổi mở miệng hỏi. Tư Mã Thị? Tư Mã Thị, anh trai của Tư Mã Ngạc, chính là cha ruột của Tư Mã Tiêu. Người đàn ông bị nói là đột nhiên phát điên tự sát nhiều năm trước này, không ngờ lại vẫn chưa hề chết.
Ánh mắt của Tư Mã Thì nhìn hắn rất dịu dàng, là ánh mắt của người lớn nhìn con trẻ, thế nhưng ánh mắt Tư Mã Tiêu nhìn y chẳng khác gì với nhìn người dưng. Ngạc Nhi, nghe lời ta, mang linh hỏa dung hợp với con, rồi con kiên trì được đến bây giờ, ta rất yên tâm. Lời nói của Tư Mã Thì ngập ngừng đứt quãng. Ta muốn nói với con một số chuyện, đặt tay lên trán ta. Tư Mã Thị có một năng lực huyết mạch đặc biệt, có thể giao tiếp bằng thần ý. Tư Mã Tiêu hiểu y muốn làm gì. Tuy hắn không nghe được tiếng lòng Tư Mã Thị, nhưng hắn có thể phân tích được yêu ghét của người khác, cũng cảm nhận được Tư Mã Thị không có ác ý với hắn. Trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng quyết định đặt tay lên trán Tư Mã Thị. Rất nhanh sau đó, thần ý của Tư Mã Tiêu và Tư Mã Thị cùng rơi vào một thế giới trắng tuyền, đứng đối diện nhau. Thần ý của Tư Mã Thì ngưng động hơn thần thức và thần hồn của y. Trong không gian đặc biệt kế thừa này, thời gian bị kéo dài vô hạn, với thế giới bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt. Vì thế, năng lực được truyền thừa này của huyết mạch Tư Mã được dùng để người lớn dạy dỗ thế hệ sau. Hai cha con này không hề giống cha con. So với thân phận phụ thân của Tư Mã Thì, Tư Mã Tiêu có hứng thú với đóa linh hỏa mới nở trên người y hơn. Nói đi, ông là như thế nào? Tư Mã Thị bật cười, không hề để tâm đến thái độ của hắn. Ta không chỉ là Tư Mã Thị, mà còn là Tư Mã Nhan của đời trước. Nhiều năm trước, Tư Mã Thị ngày một suy yếu, ta phát hiện được dã tâm của tộc Sư Thị và những chuyện chúng đang âm thầm làm. Nhưng thân là Tư Mã Nhan, lúc đó ta không có nhiều thời gian hơn để ngăn cản, bởi vì ta bẩm sinh đã mang bệnh, tuổi thọ ngắn ngủi. Vì thế cuối cùng đã lựa chọn việc ký gửi hồn phách, dùng cách thức đặc biệt để giữ lại ký ức, gửi hồn lên người Tư Mã Thì, đồng thời giấu giếm tất cả mọi người. Ta vẫn luôn mưu tính cứu lấy Tư Mã Thị, tiếc thay, ta không làm được. Tư Mã Thì thở dài. Ta phát hiện tộc Sư Thị mưu đồ nuôi dưỡng ra linh hỏa mới, cũng phát hiện chúng đã âm thầm thu thập không ít huyết mạch đời sau của Tư Mã Thị. Ta thậm chí còn lén vào vùng biển máu sen đen này, nhìn thấy một tộc nhân Tư Mã Thị được dùng để nuôi linh hỏa vào lúc ấy. Vẻ mặt y lạnh hẳn xuống mới có vài phần giống với Tư Mã Tiêu. Năm đó, tộc Sư Thị là người hầu trung thành mà chúng ta tín nhiệm nhất. Thế nhưng con người cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Vì sự tín nhiệm của tộc ta, Sư Thị âm thầm hại chết không biết bao nhiêu tộc nhân của ta. Có nhiều người mang danh nghĩa mất tích hoặc chết rồi bị mang tới đây nuôi dưỡng linh hỏa. Ta nghĩ ra một cách, đó là cùng dung hợp với Phụng Sơn linh hỏa, tiêu hủy âm mưu của Sư Thị. Thế nhưng uy lực của linh hỏa quá lớn, ta không thể nào dung hợp với nó. Sau khi thử xong, ta không chịu được sự đau đớn mãnh liệt đó. Chỉ đành chọn bỏ cuộc, chuyển sang một kế hoạch khác. Tư Mã Tiêu thông hiểu, ông giả điên tự sát, quả nhiên là bị chúng đưa tới đây như ý định. Đúng, Tư Mã Thì cười, ta nói với Ngạc Nhi chuyện dung hợp cùng linh hỏa, muội ấy là một đứa trẻ biết nghe lời, quả nhiên đã thành công. Tư Mã Tiêu vừa được sinh ra, Tư Mã Thì đã vui mừng cuồng loạn, bởi vì y phát hiện đứa bé này mang huyết mạch phản tổ hiếm gặp, nếu y không chịu được linh hỏa thì đứa trẻ này chắc chắn có thể. Chỉ là việc đến y cũng không biết chính là ban đầu Tư Mã Ngạc vốn không hề muốn đứa trẻ này dung hợp cùng linh hỏa, thậm chí còn muốn giết nó. Chỉ là sau đó đi đến đường cùng, không thể không ra tay. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn dùng tính mạng của mình để tịnh hóa linh hỏa, khiến linh hỏa với uy lực mạnh mẽ kia bị dập tắt rồi trùng sinh, khiến nó càng dễ dàng bị Tư Mã Tiêu dung hợp hơn. Ngần ấy năm trời, chúng vẫn không hề biết tiềm thức của ta vẫn còn đây, không hề phòng bị gì với ta. Để ta có thể chuẩn bị được một số chuyện, ta đã đợi rất lâu, đợi được thành công của con. Vậy nên đã khống chế được một người đến đưa máu, khiến hắn mang chuyện ở Bách Phượng Sơn bày ra trước mắt con. Tư Mã Tiêu nhướng mày, thì ra tên người nhà họ Sư bị hắn rút hồn là do Tư Mã Thì sắp xếp. Tư Mã Thì đưa tay về phía hắn, trong mắt có ánh sáng rạo rực. Ta biết con sẽ tới, lúc con tới đây chính là lúc kết thúc mọi thứ. Tư Mã Tiêu bật cười. Ông cũng tự tin đấy. Trong ánh mắt của Tư Mã Thì có sự kiêu ngạo của Tư Mã Thị. Đương nhiên, chúng ta là tộc Phụng Sơn, là dòng tộc thọ ngang với trời. Tư Mã Tiêu phì cười. Tỉnh lại đi, tộc Tư Mã chết hết rồi chỉ còn có mình ta thôi. À, còn phân nửa của ông nữa. Tư Mã Thì lắc đầu, ánh mắt càng cuồng nhiệt hơn. Chỉ còn mình con là có sao? Chỉ cần con sống ngàn vạn năm, chỉ cần con không chết, tộc Phụng Sơn sẽ sống mãi. Tư Mã Tiêu không có nhiệt huyết với dòng tộc như y,
Nghe thấy chỉ khẽ phì cười, lười nhiều lời với y. Bọn chúng sắp tới rồi. Tư Mã Thì nhắm mắt. Chúng vẫn chưa biết ta có thể khống chế kết giới ở đây. Trước khi chúng tới, con phải chiếm lấy ngọn linh hỏa trên người ta. Lung Sư Thiên Lũ dắt theo người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tư Mã Tiêu đứng ở ngoài kết giới ngọn núi ấy, hình như vẫn không cách nào vào được. Tư Mã Tiêu quay người liếc nhìn hắn. Đến nhanh hơn ta nghĩ. Sư Thiên Lũ lần này triệt để dẫm nát khuôn mặt trưởng môn Tiên phủ Hỏa Nhãn Đoan Chính, gã u ám nặng nề, hung hãn nhìn Tư Mã Tiêu. Bây giờ ngươi ngừng tay lại vẫn còn có thể làm sư tổ của ngươi. Nếu không, ta sẽ không để ngươi tiếp tục hống hách được nữa. Quả nhiên, thứ đồ trong kết giới trước mặt chính là giới hạn của hắn. Tư Mã Tiêu nói, ta không ngừng tay thì ngươi làm gì được ta, tặng thêm cho ta một đám người nữa giết chơi cho vui sao? Hắn vừa dứt lời, ngọn lửa đỏ thẫm dưới chân lại dâng lên. Chương 51 Tư Mã Tiêu sớm đã biết con người Sư Thiên Lũ không đơn giản như vậy. Trước đó giao đấu với gã thì hắn đã nhận ra Sư Thiên Lũ không sử dụng hết toàn bộ sức lực. Có lẽ là vì mấy lần trước, ngoài người nhà họ Sư ra, còn có cung chủ với trưởng lão của các cung khác bên cạnh. Sư Thiên Lũ có thể đối phó với Tư Mã Thị, đương nhiên cũng sẽ phòng ngừa thế lực của các cung khác. Vì vậy nên không lộ rõ hết toàn bộ năng lực của mình. Hơn nữa lúc đó Tư Mã Tiêu không hề đạp lên giới hạn của gã cảm thấy có thể cân bằng được mới không dùng hết sức. Nhưng bây giờ thì không còn giống vậy nữa, tâm huyết nhiều năm của Sư Thị đều nằm trong kết giới kia. Nếu thật sự bị Tư Mã Tiêu phát điên lên mà hủy diệt hết, Sư Thiên Lũ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Sau khi gã không còn giấu giếm nữa, Tư Mã Tiêu hơi kinh ngạc với tu vi thật sự hiện tại của gã. Sư Thiên Lũ cũng giấu kỹ thật đấy, tu vi của gã e là đã đến đại thừa. Qua đại thừa, độ kiếp xong là phi thăng rồi. Dù qua hay không cũng chỉ có chết mà thôi. Tư Mã Tiêu biết rõ vì sao Sư Thiên Lũ trước giờ điềm đạm lại bừng bừng lửa giận như vậy. Nói cho cùng cũng là vì trường sinh bất tử. Sư Thiên Lũ biết được bí mật của việc phi thăng, cũng biết được tác dụng của linh hỏa. Hắn còn nhìn thấy được một ví dụ sống điển hình, tất nhiên cũng muốn sống mãi vạn vạn năm như Tư Mã Tiêu. Mười mấy người Sư Thiên Lũ đưa tới đều có huyết mạch trực hệ với Sư Thị, cũng là những người hắn tin tưởng nhất. Hai người bắt đầu khai chiến, những người còn lại của Sư gia chỉ biết nấp vào, tiện thể canh giữ kết giới rồi sau đó lại khiếp đảm mà nhìn lên giông gió bão tố trên bầu trời. Đó đã không còn là trận đấu họ có thể tham dự vào nữa. Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng mạnh hơn một bậc, chỉ là hắn không có cách nào giết Sư Thiên Lũ ngay lập tức. Sư Thiên Lũ khó nhằn hơn hắn tưởng, có điều Tư Mã Tiêu cũng không nôn nóng, chơi trò mèo bắt chuột với hắn. Trận đánh của cả hai rồi cũng lan rộng xuống dưới, đánh vào kết giới. Tư Mã Tiêu như có ý muốn mượn sức công kích của hắn để đánh vỡ kết giới bên dưới. Sư Thiên Lũ lại trăm phương ngàn kế, muốn di rời vòng đánh để tránh kết giới bị đánh trúng. Hai người nhất thời giằng co với nhau. Lúc này, Liêu Đình Nhạn về đến phong hoa thành của Sư Dư Hương, tâm trạng cô có hơi bất an. Tu sĩ tu tiên có tâm trạng bất an luôn là dự báo trước sẽ có chuyện xảy ra liên quan đến mình. Không lẽ lần này Tư Mã Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ban nãy cô không hỏi nhiều, thế nhưng nhìn sắc mặt của Tư Mã Tiêu cũng đủ biết nơi đó không đơn giản, chắc chắn có bí mật. Kẻ lần sâu vào bí mật chắc chắn phải nhận lấy nguy hiểm. Liêu Đình Nhạn lại thay đổi suy nghĩ. Với tu vi của Tư Mã Tiêu, người có thể giết hắn chắc còn chưa được sinh ra trên đời này. Vậy nên dù có chịu chút thương tích thì chắc chắn vẫn không gặp chuyện gì lớn được. Nghĩ tới đây cô hơi yên tâm, ngồi trước cửa sổ ngọc điêu khắc chim hoa, nhìn ra ngoài vườn hoa rộng lớn. Sư Dư Hương yêu hoa cỏ chim chóc, đến cả hành lang cung điện cũng chìm trong muôn hoa. Thường trước đây vào lúc này, cô sẽ tựa ở đây xem gương live stream, ăn ít quà vặt, lật sơ cái quyển thuật pháp đại toàn, tìm vài cái có hứng thú mà học. Cái nào không biết thì cầu cứu Tư Mã Tiêu, dù gì cũng không có cái nào hắn không biết. Lúc ấy bé rắn đen sẽ bò tới ngấc đầu vẫy đuôi, lấy một ít trong đống quà vặt của cô đi cho chim ăn. Bé rắn đen đến mỗi nơi đều thích nuôi những con thú cưng khác nhau, đặc biệt là cực kỳ thích cho ăn. Nói với nhớ, bé rắn đen đi đâu rồi nhỉ? Từ lúc cô về cứ luôn nghĩ chuyện của Tư Mã Tiêu, cũng không hề chú ý tới bé rắn đen. Tuy là nó ham chơi nhưng tính tình thật sự không khác gì cún. Lúc họ về, bé rắn đen lúc nào cũng sẽ xuất hiện vẫy đuôi chào họ. Bé đen! Bé na! Tiêu Đình Nhạn kêu mấy tiếng, cảm thấy không đúng. Không khí xung quanh căng thẳng, có thứ gì đó chậm chậm siết chặt. Nếu cần phải hình dung thì cô cảm thấy có thứ gì đó đang hút lấy không khí ở đây, muốn ép chân không cái chỗ này. Cô đứng yên tại chỗ, siết lấy cái vòng cổ anh lạc đeo trước ngực, nghĩ thầm rằng không được hoảng loạn. Nói không chừng là mình thần hồn nát thần tính mà thôi.
Tiếng dây đàn siết chặt. Có lẽ lần đầu tiên trong đời Liêu Đình Nhạn phản ứng nhanh tới vậy. Cô vụt nhanh về sau, nhìn thấy dây đàn đan xen trước mắt qua ánh sáng phản chiếu. Liêu Đình Nhạn ngừng lại chửi thề một tiếng. Âm thanh liên tục không dứt, không chỉ vang lên phía trước cô mà còn ở đằng sau, thậm chí trên đỉnh đầu. Liêu Đình Nhạn đứng yên tại chỗ bất động. Vô số dây đàn chặn đứng hết mọi đường của cô. Nếu đổi lại là Tư Mã Tiêu, hắn chỉ cần đưa tay là gỡ hết đống dây đàn này như gỡ tơ nhện. Thế nhưng Liêu Đình Nhạn, cô cảm thấy mình mà gạt đi thì sẽ bị đứt, cắt thành rất nhiều khúc. À không, có giáp phòng ngự ở đây, không cắt thành khúc được, mà chắc sẽ bị trói như cái trứng. Cô xoay tới xoay lui, nhìn đám người vừa xuất hiện ở xung quanh. Trước mắt có hơn 100 người, toàn bộ đều mang dáng vẻ lão làng, vây xung quanh cô, soi xét. Hay đấy, không có lấy một người mà cô nhìn thấu được tu vi đều cao hơn cô. Cô cảm thấy mình như một người chơi cấp 50 nhỏ bé lại bị một đám cấp 90 vây quanh. Sao mà tàn nhẫn quá vậy nè, bắt một mình cô mà cần bày binh bố trận như vậy sao? Chỉ có mình à, Tư Mã Tiêu không ở đây sao? Liêu Đình Nhạn nghe thấy có người hỏi. Trưởng môn bảo rồi, bắt không được Tư Mã Tiêu thì cũng phải đem được Liêu Đình Nhạn bên cạnh hắn về. Một nữ nhân nhỏ bé mà thôi, làm được cái gì chứ? Cũng không nói vậy được. Người có thể khiến Tư Mã Tiêu bỏ công che giấu sự tồn tại, lại còn mang theo bảo vệ suốt quãng đường, tất nhiên là có ích rồi. Tới rồi, tình tiết con tin kinh điển tới rồi. Tiếp theo cô sẽ bị trói lại, mang đến trước mặt Tư Mã Tiêu, bị người khác kề dao vào cổ ép hắn ngừng tay. Nếu là vậy thì cô yên tâm rồi. Dù sao thì chỉ cần nhìn thấy tổ tông là hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện. Vì thế cô thật sự không có chút hoảng loạn nào. Cứ bắt lấy ả trước rồi tính. Một ông lão có ánh mắt sắc bén nói. Tư Mã Tiêu không có ở đây, đối diện với một tu sĩ luyện hư cũng chẳng chút tinh thần thế này, họ có gì mà phải kiêng nề đâu. Lên đại một người là đã trói được mang về. Những sợi dây đàn căng thít chặt quanh Liêu Đình Nhạn, cô cảm thấy khuôn mặt ngụy trang bị người khác lột mất, lộ ra dáng vẻ thật sự. Còn có hai sợi dây đàn đan xen nhau đầy sát khí cuốn lấy cánh tay. Người dùng dây đàn là một nữ tu sư thị mang theo cổ tranh, tên là Sư Thiên Độ, là em gái của Sư Thiên Lũ. Địa vị của ả ở sư gia không hề thấp, tất nhiên biết rõ Tư Mã Tiêu đã làm những gì. Việc khác không nói, chỉ riêng việc hủy duyệt Bách Phượng Sơn, làm hỏng đại kế của sư thị chúng đã đủ để khiến ả căm hận tới cắn răng nghiến lợi. Vì Bách Phượng Sơn ở đời này là do ả nắm quyền, bây giờ lại bị Tư Mã Tiêu hủy hoại tận gốc rễ. Nếu muốn xây dựng lại từ đầu, không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với thời gian nữa. Khoảng thời gian trước, ả bị Sư Thiên Lũ phái đi khắp nơi tìm tung tích của Tư Mã Tiêu. Tiếc là Tư Mã Tiêu quá cảnh giác, không để lại một chút tung tích nào. Ả không tìm được, mãi đến lúc Nguyệt Sơ Hồi chết, Sư Thiên Lũ mới tìm được chút manh mối. Từ đó mới để ả từng bước lần được tới đây. Trước đó đối đầu với Tư Mã Tiêu, họ không lần nào phản kháng được, hy sinh không ít người, khiến trong canh thần tiên phủ oán khí khắp nơi. Dù gì những người đó cũng không hề biết sư thị đang âm thầm làm gì, chỉ thấy ngoài mặt lúc nào họ cũng đòi giữ lại Tư Mã Tiêu. Lần này Sư Thiên Độ dẫn người đi tra xét, hiện giờ ngoại trừ Tư Mã Tiêu thì chính là Liêu Đình Nhạn bên cạnh. Tuy Sư Thiên Độ không tin là loại người như Tư Mã Tiêu sẽ thích nữ nhân gì đó, nhưng những gì điều tra được khiến ả không thể không tin. Tư Mã Tiêu đối xử cực kỳ tốt với nữ tử này, mấy lần trốn đi hắn đều mang theo người này, trước đó còn gạt Sư Thiên Lũ bảo rằng người này đã chết. Lại nhìn xem tu vi của nữ tử này, một đệ tử còn con nhập môn chưa được 3 năm, hiện giờ đã lên đến luyện hư rồi. Tu vi một bước tới trời như thế khiến những tu sĩ tu luyện cực khổ ngàn năm như bọn họ vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ. Để tâm đến mức đó, dù là không hết sức yêu thích thì ít nhiều cũng quan trọng. Trước khi ả tới đây, Sư Thiên Lũ có căn dặn bắt buộc phải mang Liêu Đình Nhạn về. Chỉ cần nắm được người này trong tay, ít nhiều gì cũng sẽ khiến Tư Mã Tiêu cần nhắc. Tùy Sư Thiên Độ nói là phải mang người sống trở về, nhưng cũng khó giấu được hậm hực. Vì vậy lúc này ả mới muốn vặn đứt một cánh tay của Liêu Đình Nhạn để xả tức. Vừa hay Tư Mã Tiêu không có ở đây, đợi hắn quay về nhìn thấy cánh tay đứt lìa của Liêu Đình Nhạn thì thú vị quá còn gì. Sư Thiên Độ lúc ấy không biết mình lúc xuất phát đi đến Phong Hoa Thành chưa được bao lâu, Sư Thiên Lũ đã bị kinh động bởi động tĩnh của dòng máu, gặp phải Tư Mã Tiêu ở đó. Sư Thiên Độ đứng ở đó nghĩ thầm, không làm gì được Tư Mã Tiêu, không lẽ cũng không chơi đùa cái thứ này một chút được hay sao? Dây đàn của ả cắt về hướng cánh tay của Liêu Đình Nhạn, kết quả lại ngừng lại cách cô một thước, không cách nào tới gần thêm được một tấc. Giam phòng ngự của tổ tông trầu bò như vậy đấy. Sư Thiên Độ khó tin, lại chuyển động dây đàn cắt tới Liêu Đình Nhạn từ nhiều góc khác nhau. Sau đó đúng là trói cô thành một cái trứng.
Liêu Đình Nhạn tuy không có chút thương tích nhưng không nhúc nhích được, đã nghĩ thông suốt. Dẹp đi, tùy mấy người thôi, dù gì cũng chỉ bắt được tôi chứ chả đả động được gì. Sư Thiên Độ vẫn còn muốn tiếp tục, lại bị một người khác cản lại. Đó là vị trưởng lão của Âm Chi Cung, có rất nhiều kinh nghiệm trong luyện khí. Gã xem xét Liêu Đình Nhạn rồi nói, trên người ả có tiên khí phòng hộ, người không phá được đâu, đừng có phí thời gian ở đây nữa, bắt người về trước đã. Lúc này Sư Thiên Độ mới hậm hực ngừng tay, phất tay áo bắt người đến bên cạnh. Ta phải mang người về phục mệnh với huynh trưởng, chư vị rời đi trước hay ở đây đợi tên Tư Mã Tiêu kia về rồi bắt lấy hắn? Sư Thiên Độ hỏi. Nghe thấy câu này không ít người thầm bĩu môi. Bắt lấy hắn? Nếu mà bắt được thì họ có đến nỗi năm lần bảy lượt hao binh tổn tướng không? Nếu không phải do sự việc quan trọng mỗi cung đều phải cho người đến xử lý thì không biết bao nhiêu người tình nguyện tới chứ. Chúng ta chắc là cũng về cùng thôi. Nếu Tư Mã Tiêu về đến đây phát hiện người bị bắt mất, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ đánh lên Thái Huyền Trụ Phong, công bằng chúng tôi đến đó trước để chuẩn bị. Một người lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu ủng hộ. Đúng đấy, chúng ta giăng trước sát trận, lấy nữ tử này làm mồi nhử dẫn hắn tới. Đến lúc ấy, chúng ta cho gọi các đệ tử ưu tú rằng thiền la địa võng dưới Thái Huyền Phong, Tư Mã Tiêu hẳn vẫn chưa lành thương, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Dù là sư tổ cũng không thể tiếp tục để cho cái loại lạm sát người vô tội ấy gây hại canh thần tiên phủ được nữa, nên kết thúc rồi. Đám đông nghiêm túc bàn luận muốn cho gọi đệ tử nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị dùng chiến thuật biển người, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, không ít người lộ rõ vẻ do dự sợ hãi. Liêu Đình Nhạn nhìn sắc mặt của đám đông qua khe hở, trong lòng cứ thấy kỳ lạ, chăng có lẽ là tâm trạng nặng nề của chính nghĩa trước khi chiến thắng cái ác, tia sáng trước bóng đêm. Cô là vai phản diện, không hiểu được. Hiện giờ cô là con tin, những người khác không làm gì được cô rồi cũng lời để ý tới cô. Cô đành tiếp tục im lặng nghĩ xem nên làm thế nào. Nói thật thì chuyện này vượt quá phạm vi năng lực của cô rồi. Sao mà thoát khỏi cái khí thế bao vây này được? Chuyện này trên đời chắc chỉ có mình Tư Mã Tiêu mới làm nổi. Nếu như không chạy được, điều duy nhất cô quan tâm hiện giờ là trước khi về Tư Mã Tiêu bảo cô đừng vào trong trung tâm nội phủ, bên trong đó chắc chắn có gì nguy hiểm. Nhưng mà cô thật sự không có cách nào khác. Giờ đến nói cô còn không nói được, chỉ cầu nguyện tổ thông sau khi phát hiện cô bị bắt đi thì đừng tức giận quá. Chương 52. Lửa. Quả nhiên, Liêu Đình Nhạn bị mang đến Thái Huyền Trụ Phong. Ở đó còn có không ít người. Nguyệt Cung Chủ đau đớn vì mất con gái cưng cũng đang ở đó. Sắc mặt bà ta hung hăng đánh giá Liêu Đình Nhạn. Đây chính là kẻ Tư Mã Tiêu đưa theo bên cạnh sao? Sư Thiên Đợ nói. Chính là ả. Ánh mắt Nguyệt Cung Chủ làm Liêu Đình Nhạn rợn sống lưng. Nghe thấy bà ta dữ tợn nói, Tư Mã Tiêu giết con gái của ta, khiến ta phải đau đớn khôn cùng, giờ ta cũng phải để hắn nếm nỗi đau này. Bà ta nói một lúc rồi hơi mất khống chế, triệu hồi Nguyệt Hoàn Kiếm của mình đâm về phía mặt của Liêu Đình Nhạn. Keng một tiếng, Nguyệt Hoàn Kiếm của Nguyệt Cung Chủ bị chặn đứng. Liêu Đình Nhạn vẫn ở nguyên chỗ cũ không chút thương tích, chỉ là dây đàn còn trói bên ngoài giáp phòng ngự vô hình của cô đã bị cắt đứt. Chứng tỏ nhát này của Nguyệt Cung Chủ hoàn toàn không hề có ý nương tay. Sư Thiên Độ không kịp ngăn cản, chân chân nhìn dây đàn của mình bị cắt đứt, mặt mũi tối sầm lại, giọng điệu nặng thêm mấy phần. Nguyệt Cung Chủ, đại sự ở trước mắt không được manh động. Lúc này Nguyệt Cung Chủ mới ý thức tới sức mạnh của phòng ngự trên người Liêu Đình Nhạn. Vài nhát kiếm e là không cắt đứt được, bà ta không cam lòng rút kiếm về, bừng bừng lửa giận, phất áo mà đi. Liêu Đình Nhạn nhìn quanh khắp nơi, đã có rất nhiều người tụ tập tới đây. Các trưởng lão còn đang không ngừng truyền lệnh, sắp xếp. Cô nhìn thấy trên trời có nhiều đệ tử vội vàng chạy đến như sao băng. Nhìn thấy bên dưới bày ra trận thế chập trùng, nhìn thấy vài vị cung chủ thấp giọng thì thầm với nhau, cả một vùng hỗn loạn. Sư Thiên Độ không nhìn thấy trưởng môn Sư Thiên Lũ, chỉ nhìn thấy Sư Chân Từ thay mặt xử lý sự vụ. À nhớ mày hỏi, huynh trưởng đi đâu rồi? Sư Chân Từ hành lễ với ả rồi mới nói, sau khi ngài đi khỏi, bên phía Ngọc Liên Trì có hiện tượng lạ, trưởng môn đưa theo người đến đó tới giờ vẫn chưa thấy trở về. Sư Thiên Độ vừa nghe tới Ngọc Liên Trì thì không ở lại nổi nữa, nơi đó là nơi cất giấu thứ không thể mất đi của sư gia. À, lập tức nói, người ở lại đây, mau cho sắp xếp cho xong, trông chừng Liêu Đình Nhạn cho kỹ. À, dùng để đối phó với Tư Mã Tiêu, không được để mất ả, ta mang ít người sang đó xem huynh trưởng gặp chuyện gì rồi về. Thời gian thế này vừa trùng khớp, ả lo rằng Sư Thiên Lũ đã đụng phải Tư Mã Tiêu. Nếu thật sự là Tư Mã Tiêu,
Ả đến có thể giải vây giúp sư Thiên Lũ phần nào. Dù gì bây giờ Liêu Đình Nhạn đang nằm trong tay Ả. Nhớ kỹ, nhất định phải trông chừng Liêu Đình Nhạn. Lúc sư Thiên Độ tới, cả Tư Mã Tiêu lẫn sư Thiên Lũ đều có tổn thất. Sư Thiên Lũ rõ là chịu phần thiệt, trông có vẻ nhếch nhác hơn Tư Mã Tiêu nhiều. Sư Thiên Lũ biết mình không địch lại nổi Tư Mã Tiêu, chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian. Gã biết sư Thiên Độ đã đi bắt người. Nếu Tư Mã Tiêu đã ở đây, muốn bắt người kia tất nhiên là dễ dàng. Chỉ cần sư Thiên Độ quay về thì chứng tỏ chúng đã thành công. Đến lúc đó là có thể đàm phán với Tư Mã Tiêu một phen. Mà Tư Mã Tiêu cũng đang đợi. Hắn còn có cái để trông ngóng hơn cả sư Thiên Lũ. Hắn vốn định sẽ thắp cháy linh hỏa đã chôn đi trước đó vào ngày tế lễ mấy hôm trước, biến tất cả trung tâm thành Tam Thánh Sơn. Còn có cả mười mấy ngọn linh hỏa thuộc sở hữu của cung chủ các cung xung quanh chủ phong Thái Huyền thành địa ngục. Thế nhưng cuộc hội ngộ với Tư Mã Thì khiến hắn quyết định ra tay trước. Ngọn linh hoa mới nở của Tư Mã Thì đã bị hắn hấp thụ. Thứ còn lại ở đó là một mầm lửa nhỏ hắn chia ra. Mầm lửa này chính là mồi lửa sẽ đốt cháy trung tâm nội phủ canh thần tiên phủ. Trước đó hắn đã châm ngòi linh hỏa phía dưới một số sơn mạch. Đợi nhóm lửa này ngấm xuống dưới đất, sức mạnh vốn có của linh hỏa và sức mạnh của những sơn mạch linh trì bỗng chốc toàn bộ bộc phát. Còn có cả sức mạnh Tư Mã Thì có được ở sông máu nữa, tất cả sẽ thiêu cháy mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi. Có được sự trợ giúp của Tư Mã Thì, uy lực của kế hoạch này càng lớn mạnh hơn. Hắn ở đây kéo chân sư Thiên Lũ là để đợi linh hỏa ngấm xuống đất. Tư Mã Tiêu lấy ra thanh trường đao chém hung thú, vũ khí của sư Thiên Lũ là đàn. Tiếng đàn của gã có thể dụ hoặc lòng người, lôi kéo tâm trí nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì với Tư Mã Tiêu. Gã không thể không dùng đến thủ đoạn khác. Tư Mã Tiêu cảm thấy thời gian đã chín muồi, cũng không giằng co với sư Thiên Lũ nữa. Một đao cắt đứt dây Thúy Ngọc Trường cầm của gã, còn để lại dấu đao sâu trên thân đàn. Sư Thiên Lũ lùi nhanh ra sau, linh cầm bản mệnh bị cắt đứt dây, gã cũng không kiềm được nhổ ra một ngụm máu tươi. Trùng hợp vào lúc này, gã nghe thấy tiếng của sư Thiên Độ. Huynh trưởng, muội đến giúp huynh. Sư Thiên Độ bay lên trước. Sư Thiên Lũ thấy Ả đi tới, mặt mừng rỡ, vừa định nói gì đó thì bỗng chốc mặt mày thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm kết giới bên kia, đột nhiên trừng to mắt. Ngọn lửa đỏ ánh kim trào ra, ùn ùn dữ dội như có thể chấn nát thần hồn. Sơn mạch nguyên vẹn bỗng nát như gương vỡ, lộ ra sông máu đỏ thẫm với hắc liên. Chỉ là chưa kịp để chúng hiểu rõ mọi chuyện, tất cả những thứ kia đều bị lửa nuốt trọn. Sư Thiên Lũ và sư Thiên Độ cùng lúc thay đổi sắc mặt. Hắc ngọc liên chỉ của chúng, linh hỏa của chúng. Không! Sư Thiên Lũ lập tức muốn lên trước ngăn cản. Chỉ là ngọn lửa đó bốc lên từ sông máu. Ngọn lửa được thắp lên từ máu của Tư Mã Thị không giống với lửa thông thường. Tất cả mọi thứ đều biến thành tro bụi, cả đất đai cũng bị nhấn chìm trăm thước. Cảnh tượng đó bày ra trước mắt sư Thiên Lũ và sư Thiên Độ không khác gì trời long đất lở. Chúng thậm chí còn không thèm màng tới những đệ tử mình dắt theo. Những đệ tử ở đó, ở quá gần không tránh kịp, cũng bị ngọn lửa cuốn vào, lập tức biến thành những làn khói xanh trên dòng lửa chảy. Tư Mã Tiêu nắm lấy thanh trường đao cười lớn. Hắn cúi nhìn sông máu bên dưới, khói lửa nghi ngút trời cuộn bay tóc và vạt áo hắn. Hắn chìa tay chỉ vào sư Thiên Lũ gần như đã phát điên, không muốn bỏ qua cho hắn. Sư Thiên Lũ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sư Thiên Lũ cuối cùng cũng đưa ánh mắt thù hận nhìn hắn nghiến răng, khó khăn nhả ra mấy chữ như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng trong người ra. Người có ý gì? Tư Mã Tiêu hơi hất cằm, liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, nở nụ cười thản nhiên. Ngọn linh sơn mà tộc sư thì các người sống, miếu thần mộ tổ các người tôn thờ, kể cả cái Thái Huyền Phong trưởng môn của ngươi đều sắp sửa biến thành biển lửa như ở đây. Sau hôm nay, những linh sơn này còn có tộc sư thị lớn mạnh của các người nữa đều sẽ không còn tồn tại. Nụ cười của hắn đầy sự chán ghét khiến sư thầy Yên Lũ lạnh cóng cả người, gã run rẩy nhìn Tư Mã Tiêu. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Xong rồi, tất cả đều xong cả rồi. Tư Mã Tiêu, người sẽ hối hận. Sư Thiên Độ gào lên, tu vi của Ả còn không bằng sư Thiên Lũ, miễn cưỡng hỗ trợ giữa linh hỏa nóng cháy, cả người Ả đỏ au, áo cà sa bắt đầu bốc cháy, ánh mắt phản chiếu ánh lửa bên dưới, đầy thù hận méo mó. Tư Mã Tiêu không thèm để tâm, nghịch thanh trường đao kia, hắn không sợ linh hỏa, nhiệt độ thế này với hắn chỉ là bình thường, vì thế hắn chỉ đứng nhìn hai người trước mặt đang chống trả, hơi nhướng mày. Giọng nói của sư Thiên Độ trở nên cực kỳ chói tai vì căm phẫn và oán giận, méo mó trong gió nóng. Thái Huyền Phong, nữ nhân người mang theo bên cạnh ngươi, hiện đang ở trên Thái Huyền Phong,
Chúng ta chết, à cũng phải cùng chết. Ngón tay của Tư Mã Tiêu dừng lại trên lưỡi đao, hơi chùng xuống. Lưỡi đao sắc bén liền đâm thủng ngón tay hắn. Một giọt máu đỏ ánh kim men theo lưỡi đao chậm chậm trượt xuống. Hắn bất ngờ ném ánh nhìn ghét bỏ sang đó. Người nói cái gì? Ầm! Chính vào lúc này, hình như có gì đó đã phát nổ. Tiếng vang kinh thiên động địa, dù trong một không gian độc lập như ở đây, cũng cực kỳ đáng sợ thấy rõ. Tư Mã Tiêu từng nghĩ cảnh tượng sẽ xảy ra vào hôm tế lễ sẽ tuyệt diệu như ngày tận thế. Vô số linh sơn tự động phát nổ dưới sức ảnh hưởng của Phụng Sơn Linh Hỏa. Tai ương như thế đủ để bảo đảm không một ai trong phạm vi đó có thể chạy thoát. Quả thật là một cảnh tượng rất hoành tráng. Linh sơn tươi tốt với linh khí khắp nơi, trong chớp mắt lại biến thành một hình dạng khác. Chúng như phát nổ cùng lúc, biển lửa dìm cuộn lên, dìm hết tất cả mọi thứ. Không gian kết giới này khó mà chịu nổi sức ép trong ngoài, vỡ tan hoàn toàn. Cùng lúc đó, Tư Mã Tiêu thấy khiếp đảm khó tả, không nén được giơ tay giữ chặt lấy tim. Hắn bất chợt nhìn lại qua mảnh vỡ kết giới, nhìn thấy Thái Huyền Chủ Phong ở đằng xa. Chính vào lúc hắn quay nhìn lại, Thái Huyền Chủ Phong sụp đổ ngay trước mắt hắn, ngọn lửa ngút trời cũng nhuộm đỏ cả hai mắt hắn. Nụ cười thản nhiên trên mặt hắn đông cứng lại, như một tấm tường trắng loang lổ vỡ mất một lớp. Vẻ mặt của hắn quá sức đáng sợ, Sư Thiên Lũ cũng nhìn ra được gì đó, hắn cười như phát điên. Tư Mã Tiêu, người có tính toán kỹ lưỡng đến thế nào, cũng làm sao mà ngờ được, người sẽ tự tay giết chết người mà người quan tâm, người ngông cuồng đến thế, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Gã như điên như dại, vừa khóc vừa cười, Tư Mã Tiêu còn không thèm nhìn gã, bay về phía Thái Huyền Chủ Phong đã hoàn toàn sụp đổ. Sư Thiên Độ vội vã rời đi. Sư Chân Từ quả nhiên đi đến bên cạnh Liêu Đỉnh Nhạn, không hề dám có chút lơ đễnh. Ây cha, mấy người canh gắt quá rồi đó, tôi chạy không có nổi thật mà. Tuy là cô không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng những thứ khác đều đã bị hạn chế, động đậy còn không được. Cô đờ ra đó nghĩ thầm, đợi tí chắc tổ tông sẽ tìm tới đây được chứ nhỉ. Lần này qua xong, chắc cô nên nghiên cứu ra điện thoại thì hơn, lần sau mới liên lạc từ xa được. Nếu không lần nào cũng như vậy thì đáng sợ thật đấy. Rất nhiều người bận rộn trên Thái Huyền Phong. Liêu Đỉnh Nhạn nhìn thấy bầu trời tối dần ngoài kia, tự dưng thấy có hơi nóng. Hình như là nhiệt độ từ dưới đất truyền lên, cô không kiểm được nhìn chằm chằm mặt đất. Đến cô còn cảm nhận được, những người khác có tu vi cao hơn cô tất nhiên cũng nhận ra được. Mọi người đều ngừng bàn tán, những đệ tử không biết gì cũng cảm nhận được không khí không bình thường. Không biết là tiếng chấn động từ đâu truyền tới, Liêu Đỉnh Nhạn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của các đệ tử, nhìn thấy mặt đất bỗng chốc bị hất tung, còn có cả dòng lửa đỏ ngầu, nhiệt độ nóng rực bao trùm linh khí thiêu đốt, xông đến ngút trời. Chuyện gì thế này? Cô nhìn thấy dòng lửa chảy đến phía mình, hoảng sợ dựng cả tóc gáy. Ôi cha! Nó, núi lửa phun trào! Nhưng mà ở đây làm gì có núi lửa? Dòng lửa chảy trong đêm như mạch máu lớn, liên tiếp nhau, tạo thành các mạch to nhỏ khác nhau. Từ trên trời nhìn xuống, trông có chút gì đó đẹp đến kinh hồn. Tư Mã Tiêu dẫm lên mặt đất còn chưa tắt lửa, nhất thời còn có chút hoảng hốt. Linh phủ của hắn nhói như bị kim châm, khiến mắt hắn răng đầy tơ máu. Thái Huyền Chủ Sơn không còn nữa. Hắn đứng trên mặt đất bằng phẳng, nhìn khắp xung quanh. Ngoại trừ lửa, với mặt đất bị cháy rụi, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn đi về phía trước một lúc, tay khẽ động đậy. Có gì đó bị hắn lật lên từ dưới tro tàn và đất khô cằn. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy được thứ hình tròn trôi trước mặt hắn. Vòng cổ anh là có sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ, đã hoàn toàn vô tác dụng, biến thành hình dáng trước mặt. Còn người đeo nó có lẽ đã biến thành một đống đất khô cằn dưới chân hắn, hoặc là tro tàn, thậm chí không cách nào tìm thấy nữa. Hắn dùng một tay nắm lấy cái sắc vòng cổ trước mặt, dùng sức nghiến nó thành tro. Sau đó hắn thấp giọng niệm khẩu quyết, vươn tay nắm lấy. Vô số điểm sáng từ dưới đất vụt lên, đều là hồn phách của những người ban nãy vừa chết tại nơi này. Nếu như không có ai bắt lấy, bọn họ sẽ nhanh chóng tan biến hoặc là rơi vào luân hồi lần nữa. Tư Mã Tiêu từng nói với Liêu Đình Nhạn, chỉ cần hắn không muốn cô chết, cô sẽ không chết. Vì thế hắn phải giữ lấy hồn phách của cô. Chỉ chết mất cái xác chẳng có vấn đề gì, chỉ cần hồn còn ở đó, dù thế nào cũng có thể sống lại được. Cô vẫn còn có thể lười nhác tựa bên hắn, không làm gì cả. Chắc là cô sợ lắm. Sau khi sống lại có thể sẽ khóc, nhưng không sao, hắn có thể bảo đảm với cô, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Hận thù của hắn như có thể dùng tự lực mà bắt hết hồn phách ở nơi này,
chọc đến thiên lôi cũng đang đánh xuống. Tư Mã Tiêu không kiêng kỵ những điều này, phân biệt từng hồn phách bắt được. Không phải tất cả những hồn phách đều ở đây, có một số hồn phách yếu ớt không vững đã bị vỡ nát trong trận đại nạn ban nãy. Tư Mã Tiêu nghĩ, hồn phách của Liêu Đình Nhạn không yếu ớt đến vậy, nhất định cô vẫn còn ở đây, chỉ ở trong một góc nào đó ở đây mà thôi. Hắn không thể nào không tìm được, nhưng hắn thật sự không tìm được. Vậy là vòng tay anh lạc phòng hộ cho Liêu Đình Nhạn mà sư tổ để lại đã bị sau khi mà đã sử dụng hết năng lực của nó thì đã trở lại hình dạng ban đầu, và Liêu Đình Nhạn thì không thấy đâu nữa, kể cả hồn phách cũng không tìm được. Vậy thì Liêu Đình Nhạn thật sự là còn sống hay là đã chết thì chúng ta sẽ nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.